Julie và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Hồn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ ba trong tuần. Chào Julie. Thái ngộ khán giả Hồn Việt TV, thái ngộ anh Triều. Bữa nay sắp Giáng sinh rồi cho nên anh em mình cái tè tét ha. Nói chuyện, hơi vui. Nói chuyện hơi quẳng. Quá sực. Anh Triều ở nhà có cây Giáng sinh chưa? Cái Giáng sinh thì năm nay tại vì chúng tôi chủ trương đi xa, thì năm nay không có làm. Không có trang hoàng. Có nhưng mà không có làm cây Giáng sinh. Bởi vì sau đó không có ai dọn cho mình. Đó là thực tế. Thì nếu mà đi chơi xa thì rồi, mình thôi, hưởng ở nơi người khác. Ở nhà khác ha. Thầy nó mình đã có chủ trương rồi. Chúc anh Triều đi chơi Giáng sinh vui. Cảm ơn Julie. Thực sự đây là cái cơ hội để mà mình có thể đi đến nhà người khác. Mà mình cũng chung hưởng Giáng sinh, thử đi xa xem sao. Giáng sinh là mình mới thấy cái thân phận long đong của ông già Noel. Ông già Noel năm nào ông cũng không có ăn Noel hết đó, ông đi khắp thế giới. Yeah. Có người bảo giờ đóng cửa Phần Lan này, không biết là ông đi làm sao, ông qua biên giới được đấy. Quên mất là ông cưỡi ngựa lạc đà bay qua bầu trời mà ông đâu có đi qua đường bộ. Ông già Noel thì lúc nào cũng có cái cách để mà đi phát quà cho các bé. Cứ gửi thư cho ông già Noel đi ha. Tôi vẫn nhớ lại cái thủa mà bé đó, cháu út của tôi hỏi bố ơi, nhà mình không có ống khói thì ông già Noel xuống cách nào. Tại vì vẫn thấy cây Noel, vẫn thấy những cái giớ để mà nhận quà đúng không? Thì nó thắc mắc rất là chi lý. Nhà mình không có cái ống khói chuông cách nào. Ôi, ông sẽ gõ cửa ban đêm lúc con ngủ. Không, nói, mình trả lời cũng theo kiểu thần tiên, không sao đâu con. Bây giờ ông già Noel đi qua cửa sổ đi vô. Đúng không? Ông có phép mà. Đâu cần thiết phải đi theo đường ống khói, giờ nó lem luốc. Với lại nhiều khi ông già Noel ổng lên cân, ổng kẹt đường ống khói. Cái vụ đó mấy ông trộm mà chui đường ống khói thì có rồi. Dạ có. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin bước vào phần tin ngày hôm nay. Đầu tiên đó là phần tin của Hoa Kỳ với Julie. Mở đầu phần tin Hoa Kỳ hôm nay, tôi tin cựu Tổng thống Trump sẽ kháng cáo lệnh cấm bàn thảo công khai trong vụ gian lận dân sự ở New York. Cựu Tổng thống Trump đang xin phép để kháng cáo một quyết định tái áp đặt lệnh cấm bàn thảo công khai trong vụ gian lận dân sự New York lên tòa thượng thẩm tiểu bang. Thẩm phán Arthur Aragon ra lệnh cấm bàn thảo công khai với ông Trump ngày 3 tháng 10, cấm ông phát biểu công khai về nhân viên tòa án. Ông Aragon ra lệnh sau khi ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội tấm hình thư ký của thẩm phán chụp với lãnh đạo nhóm đa số thượng viện Chuck Schumer và gọi bà là bạn gái của ông Schumer. Bài đăng của ông Trump khiến tòa án nhận được hàng trăm lời đe dọa từ người ủng hộ ông Trump. Ông Aragon sau đó cấm luật sư của ông Trump bàn thảo về nhân viên của ông trong một lệnh khác. Một thẩm phán tòa phúc thẩm tạm thời ngưng lệnh cấm bàn thảo công khai hôm 16 tháng 11. Nhưng những lệnh này vừa được một tòa phúc thẩm tiểu bang khôi phục hôm thứ Năm tuần trước. Ông Aragon đã phạt ông Trump $15,000 vì hai lần vi phạm lệnh cấm bàn thảo công khai, tuyên bố sẽ phạt nặng hơn nếu tiếp tục vi phạm, kể cả phạt tù. Ông Trump bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản thêm hàng tỷ đô la để lừa gạt các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Phiên xử tập trung vào thiệt hại vì ông Aragon xác định báo cáo tài chính của ông Trump là gian lận. Tổng thống North Dakota Doug Burgum rời khỏi cuộc chạy đua chức vụ tổng thống năm 2024. Tổng thống North Dakota Doug Burgum đã chấm dứt cuộc vận động tranh cử tổng thống vào năm 2024 vào hôm thứ Hai. Ông Burgum năm nay 67 tuổi là nhà đầu tư trước sự nghiệp chính trị và chủ yếu tự trang trải cho cuộc vận động tranh cử của ông. Trong cuộc vận động thì ông phác họa bản thân, ông là một người bảo thủ truyền thống nhưng thường không thu hút được sự chú ý dưới những ồn ào xung quanh cựu Tổng thống Donald Trump. Trong thông báo thì ông Burgum công bố đình chỉ cuộc vận động tranh cử nhưng vẫn cam kết cải thiện cuộc sống của người dân Hoa Kỳ bằng cách đưa Hoa Kỳ quay ngược 180 độ so với Tổng thống Joe Biden về kinh tế, năng lượng và an ninh quốc gia. Mặc dù không phải là người thường xuyên chỉ trích ông Donald Trump, ông Burgum đã phản bác cáo buộc sai lệch của ông Donald Trump về cuộc bầu cử vào năm 2020. Cho biết là ông Biden là người chiến thắng hợp pháp. Mặc dù vậy thì ông Burgum ngần ngại công khai lên án những âm mưu của ông Donald Trump để mà đảo ngược kết quả bầu cử vào năm đó. Ông Burgum hầu như không được chú ý đến trong hai cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng Hòa.
và chưa bao giờ có được khoảng cách giúp cho ông thoát lên khỏi nhóm ứng cử viên nằm ở dưới cuối danh sách. Và trong cuộc khảo sát của Reuters Ipsos thì ông thua kém xa các ứng cử viên khác như là thống đốc của Florida Ron DeSantis, chứ đừng nói đến ông Donald Trump, người đang dẫn đầu. Để đủ điều kiện tham gia hai cuộc tranh luận đầu tiên thì ban vận động của ông đã phải phát thẻ quà tặng trị giá $20 cho 50.000 nhà tài trợ đầu tiên, những người cam kết ít nhất là đóng góp $1. Công tố viên Texas bỏ truy tố 17 cảnh sát Austin vì chiến thuật sử dụng trong cuộc biểu tình năm 2020. Một công tố viên Texas mà văn phòng của ông phụ trách truy tố hơn 20 cảnh sát Austin vì chiến thuật sử dụng trong các cuộc biểu tình năm 2020 theo sau vụ sát hại George Floyd. Hôm thứ Hai cho biết ông hủy bỏ phần lớn vụ này và đề nghị Bộ Tư pháp điều tra. Công bố trên là sự đảo ngược của công tố viên Jose Garza của quận hạt Travis, người được bầu cử vài tháng sau cuộc biểu tình và hứa hẹn sẽ buộc cảnh sát phải chịu trách nhiệm ở thủ phủ Texas. Ông Garza nói rằng văn phòng ông sẽ hủy truy tố 17 cảnh sát, nhưng vẫn tiếp tục truy tố 4 người khác. Một loạt các tội đại hình là số cảnh sát bị truy tố nhiều nhất từ một sở cảnh sát theo sau làn sóng biểu tình toàn quốc năm 2020, phản đối bất công chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát. Một số cảnh sát Austin bắn đạn, bình bát vào đám đông, làm một thiếu niên bị thương nặng. Theo thị trưởng Austin Kirk Watson, thông báo trên sẽ cho phép cảnh sát trở lại phục vụ cộng đồng. Ông Garza không giải thích tại sao ông quyết định hủy bỏ phần lớn vụ này. Nhiều cảnh sát bị truy tố từ tháng 2 năm 2022. Chưa ai ra tòa xét xử và thống đốc Greg Abbott đưa ra ý tưởng ân xá sau khi đại bồi thẩm đoàn công bố tội danh. Ông Garza nhấn mạnh văn phòng ông sẽ tiếp tục buộc những cảnh sát vi phạm luật pháp phải chịu trách nhiệm. Trong thư gửi Bộ Tư pháp, ông Garza đề nghị các công tố viên xem xét việc cảnh sát Austin sử dụng vũ lực để kiểm soát đám đông trong cuộc biểu tình. 8 công nhân vào bệnh viện sau vụ rò rỉ khí độc tại nhà máy hóa chất ở tại Texas. 8 người được đưa đến bệnh viện để chữa trị vào hôm thứ Hai sau vụ rò rỉ khí độc tại nhà máy của Altivia Chemical ở tại La Porte, Texas. Lệnh trú ẩn tại chỗ đã được hủy bỏ vào lúc buổi chiều. Văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp La Porte cho biết là cơ quan cứu hỏa và kiểm soát ô nhiễm của quận North Harris xác nhận là không phát hiện sản phẩm nguy hại gần nhà máy. Và giới chức khuyến cáo dân chúng trú ẩn tại chỗ vì rò rỉ khí Fosgen tại nhà máy Altivia. Thẩm phán Lina Hidalgo của quận North Harris thì cho biết 8 người được chuyển đến bệnh viện và sức khỏe của họ đều ổn định tại thời điểm rời khỏi nhà máy. Bà Anna Paras là giám đốc điều hành tại tổ chức Texas Environmental Justice Advocacy Service cho biết rằng chuyện này xảy ra khá thường xuyên nên bà không ngạc nhiên. Những sự việc như thế này ngày càng tăng tại các nhà máy hóa chất ở tại Texas. Và công ty Altivia cho biết là vụ rò rỉ là do thiết bị xả áp bị vỡ. Nhân viên nhà máy đã kiểm soát được vụ rò rỉ và nhà máy ở tại La Porte tạm ngừng hoạt động. 5 người thiệt mạng trong vụ giết người rồi tự tử ở tiểu bang Washington. 5 người đã được tìm thấy đã chết tại một căn nhà ở Vancouver, Washington hôm Chủ nhật, trong vụ có vẻ là giết người rồi tự tử. Một người gọi điện thoại cho văn phòng cảnh sát trưởng quận Clark đề nghị đến kiểm tra tình hình sức khỏe lúc khoảng 1 giờ chiều Chủ nhật. Sau khi nhận được tin nhắn từ một thành viên gia đình nói rằng họ tấn công những người khác tại căn nhà trên. Sau khi cảnh sát đến căn nhà ở khu dân cư Orchard và không thể liên lạc với những người bên trong nhà, nhóm SWAT khu vực Tây Nam Washington được gọi đến. Phương tiện bay không người lái drone được đưa vào căn nhà và tìm thấy nhiều người có lẽ đã chết bên trong. Cảnh sát sau đó vào trong nhà xác nhận 5 người đã chết trong vụ có vẻ là giết người rồi tự tử bằng súng. Theo văn phòng cảnh sát trưởng, 5 thành viên gia đình tại căn nhà bị bắn, trong đó có nghi phạm. Cảnh sát chưa cho biết danh tính các nạn nhân hay hành động của vụ nổ súng này. Dịch vụ taxi tự động Cruise của General Motors đối diện với phạt vạ vì đã che giấu vụ tai nạn ở tại San Francisco. Cơ quan quản lý của Cali cho biết là dịch vụ taxi tự động ở tại San Francisco của General Motors che giấu vụ tai nạn liên quan đến một chiếc xe không người lái của hãng đã mở ra khả năng cơ quan quản lý
sẽ phạt vạ bên cạnh đình chỉ giấy phép ở tại Cali gần đây. Dựa trên tài liệu nộp vào cuối tuần trước của Ủy ban Tiện ích Công cộng California CPUC, thì khoản phạt vạ dịch vụ cruise của General Motors đang đối diện có thể lên đến 1.5 triệu đô la. Thông báo yêu cầu Cruise có mặt tại buổi điều trần vào ngày 6 tháng 2 tới đây để xác định liệu là dịch vụ taxi tự động có lừa dối cơ quan quản lý về những gì xảy ra. Sau khi có một chiếc xe không người lái của hãng đã đâm vào một người đi bộ, người vừa bị một chiếc xe khác có người lái tông trúng ở tại San Francisco vào tối ngày 2 tháng 10. Và buổi điều trần tháng 2 diễn ra chỉ 6 tháng sau khi mà CPUC cho phép dịch vụ taxi tự động của Cruise bắt đầu chở khách cả ngày lẫn đêm ở tại San Francisco, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ giới chức thành phố. Những người cảnh báo xe không người lái bị trục trặc. 3 tuần sau vụ tai nạn vào ngày 2 tháng 10 của Cruise, thì cơ quan quản lý xe cộ DMV đã đình chỉ giấy phép hoạt động của công ty ở tại tiểu bang. Việc đình chỉ là một đòn mạnh giáng vào Cruise và công ty mẹ là General Motors, đơn vị bị thua lỗ lớn trong quá trình phát triển dịch vụ không người lái, dự tính mang về doanh thu 1 tỷ đô la trước năm 2025 khi mở rộng ra ngoài San Francisco. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hồn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.